Vậy thực phẩm là thuốc nhuận tràng tự nhiên. Đừng vội vàng uống thuốc khi bạn bị táo bón. Có nhiều cách tự nhiên để giảm táo bón cho bạn. Thực phẩm là nguồn tự nhiên vô cùng phong phú xung quanh bạn để giúp bạn khỏi táo bón. 10 loại thực phẩm liệt kê ngay sau đây đóng vai trò như thuốc nhuận tràng tự nhiên. Thứ nhất, nước. Đúng vậy, uống nước lọc đầy đủ là một trong những cách tốt nhất để làm mềm phân và dễ đào thải ra ngoài. Nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Thứ hai, nước dừa. Nếu nước lọc là quá nhạt nhẽo, hãy thử nhấm nháp nước dừa. Nó sẽ giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa của bạn. Thứ ba, táo hoặc giấm táo. Các pectin trong táo có thể giúp kích thích ruột. Hãy thử thêm một muỗng cà phê giấm táo vào một cốc nước để có những lợi ích chống táo bón. Ăn quả táo còn bổ sung chất xơ chống táo bón. Thứ tư, cây lô hội. Bạn biết rằng lô hội tốt cho làn da của bạn, nhưng bạn cũng nên biết rằng nó có chứa các hợp chất có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên. Thêm một vài giọt trao lô hội vào nước uống của bạn hoặc dùng nước ép lô hội có thể giúp chống được táo bón. Thứ năm, hạt lanh. Hạt lanh có chứa chất xơ có thể giúp tiêu hóa. Uống nhiều nước khi tiêu thụ hạt lanh để giúp chống táo bón đạt hiệu quả. Thứ sáu, rau lá xanh. Rau lá xanh như cải xoăn, rau cải bó xôi chứa folate và magie. Những khoáng chất này có thể giúp đỡ làm mềm phân một cách tự nhiên. Thứ bảy, chanh. Các axit citric trong nước chanh giúp kích thích ruột và làm sạch ruột. Thêm một vài muỗng cà phê chanh trong một ly nước để có được kết quả. Thứ tám, cà phê. Uống một cốc cà phê vào buổi sáng có thể nhận được kích thích đường ruột, giúp đào thải nhanh hơn. Thứ 9, baking soda. Thêm một muỗng cà phê trong một cốc nước ấm và uống một cách nhanh chóng để có được kết quả tốt nhất. Thứ 10, mận khô. Nước ép mận là tốt cho nhuận tràng. Uống một ly một ngày để giúp làm giảm và ngăn ngừa táo bón. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.